Trước đó, ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thọ Xuân tiếp nhận tin báo của chị Cầm Thị Chuyên 1971, trú tại làng Mạc Dặn Xuân, huyện Thường Xuân về việc, khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 10 chị Chuyên đi xe ôm từ phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa về nhà ở làng Mạc Dặn Xuân, huyện Thường Xuân. Trên đường đi, đến địa phận làng Mạc Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân thì người con trai tài xế ôm đã chỉ đạo xe chở chị đi vào khu vực đồi mía thuộc làng Mạc 2, làng Mạc Xuân Thắng đòi quan hệ tình dục. Bị chống trả, đối tượng đã giật chiếc túi xách của chị Chuyên, móc lấy trong đó số tiền 9 triệu 800 nghìn đồng cùng một chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo A3 sờ màu đen, dứt lại túi xách và lên xe máy bỏ đi. Đối tượng Trần Văn Dinh. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Thọ Xuân đã điều tra, xác minh được đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản chi chị Chuyên là Trần Văn Dinh và đã tiến hành tóm khẩn cấp Dinh tại thôn Thăng Thọ, huyện Nông Cống. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Dinh để nối tiếp tiến hành điều tra, làm rõ rệt vụ án.